Để quay lại với kênh Việt US 1040. Đây là một tin thế giới của chúng tôi được thực hiện tại Cali ngày 15 tháng 7 năm 2020. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số tin tức nóng bỏng về tình hình của thế giới như sau. Thứ nhất là cập nhật COVID-19 toàn cầu tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2020. Bản tin thứ hai, chung quỹ lệnh liên quan tới sinh viên nước ngoài học online. Bản tin thứ ba, Nhật Bản truy vết 800 người sau khi phát hiện ổ lây nhiễm ở nhà hát tại Tokyo. Bản tin thứ tư, phiến quân Syria kích nổ bom nhằm trúng đội tuần tra Nga Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin thứ năm, tin chấn động phát hiện ổ dịch lớn tại đài phát thanh quốc gia Indonesia. Bản tin thứ sáu, phải chăng Ấn Độ có kế hoạch mới với Trung Quốc? Bản tin thứ bảy, cư dân quanh sông Dương Tử Trung Quốc vất vả chống lại cơn lũ lịch sử. Sau đây là chi tiết của các bản tin. Cập nhật tình hình COVID-19 toàn cầu ngày 15 tháng 7 năm 2020. Theo trang thống kê Worldometer, tính đến 6 giờ sáng ngày 15 tháng 7, thế giới có tổng cộng 13.444.099 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 580.249 ca tử vong và 7.830.186 người bình phục. Tin đặc biệt từ nước Mỹ. Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với 3.542.794 ca nhiễm và 139.141 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 63.000 ca nhiễm mới, trong đó ba bang phát hiện nhiều ca nhiễm nhất trong ngày là Texas với 9.757 ca nhiễm, Florida với 9.194 ca nhiễm và California với 8.843 ca nhiễm. Trong bối cảnh ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 đang tăng lên tại không ít khu vực của nước Mỹ, nhiều trường học tại các bang đã quyết định tổ chức học trực tuyến thay vì để học sinh quay lại trường khi năm học mới sẽ diễn ra trong vài tuần nữa. Quyết định này đi ngược lại với mong muốn mở lại các trường học của Tổng thống Donald Trump. Tin đặc biệt từ Brazil, tại Brazil sau 3 ngày liên tiếp giảm ngày 14 tháng 7, lại ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 bất ngờ tăng vọt tại quốc gia này lên tới con số 43.245 trường hợp, gấp đôi so với ngày trước đó, nâng tổng số người mắc bệnh lên tiệm cận gần mốc 2 triệu, ở mức 1.931.204, cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Số ca tử vong do COVID-19 tại Brazil cũng bất ngờ tăng vọt 1.341, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng do dịch bệnh nguy hiểm này lên tới 74.262 trường hợp. Ngày 14 tháng 7 cũng là ngày Brazil ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất kể từ ngày 24 tháng 6 đến nay. Tin Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục về số ca nhiễm mới với 29.842 trường hợp, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên tiệm cận mốc 1 triệu, ở mức 937.847, trong đó có 24.315 ca tử vong. Tin từ Hàn Quốc ghi nhận 33 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 13.512 ca. Số ca tử vong vẫn ở mức 289 ca, chiếm 2.14%. Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết mặc dù các ca lây nhiễm theo cụm ở thành phố Seoul và các khu vực lân cận đã giảm trong những ngày gần đây, song điều đáng lo ngại là lây lan theo cụm đang gia tăng ở khu vực miền Trung và Tây Nam Hàn Quốc. Tin đặc biệt từ Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ thành lập các trung tâm xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm PCR tại các sân bay trong thời gian tới nhằm triển khai các biện pháp nới lỏng đi lại quốc tế. Chính quyền thủ đô Tokyo kêu gọi hơn 800 người xét nghiệm COVID-19 sau khi nhà chức trách phát hiện 20 người trong số khán giả và diễn viên tham gia một buổi diễn kịch tại nhà hát Mori ở quận Shinjuku nhiễm COVID-19. Tin từ Singapore ghi nhận 322 ca nhiễm mới trong ngày 13 tháng 7, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 46.283 ca và 26 ca tử vong.
Tin từ Indonesia thông báo đã ghi nhận thêm 1.591 ca nhiễm COVID-19, 54 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 78.572 và 3.710. Đáng chú ý, một ổ dịch lớn đã được phát hiện tại đài phát thanh Indonesia RRI ở tại tỉnh Đông Java với 57 phóng viên có kết quả dương tính với COVID-19, trong đó có 3 người đã tử vong. Bản tin đặc biệt thứ hai, Trung bị lệnh liên quan tới sinh viên ngoại quốc học online. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba ngày 14 tháng 7 hủy một lệnh liên quan tới việc đòi các sinh viên ngoại quốc tại học ở Mỹ và chuyển sang trường khác hoặc ra khỏi nước Mỹ nếu các trường họ đang học chỉ cho học trên mạng online cho khóa mùa thu này do đang có đại dịch COVID-19. Cơ quan cảnh sát di trú ICE thông báo quyết định này trong lúc đang có một phiên tòa ở thành phố Boston để nghe đơn kiện của hai trường đại học là Harvard University và Massachusetts, gọi tắt là MIT, đòi ngưng thi hành lệnh nói trên. Theo tin tức chung cho biết, hai đại học này nói rằng lệnh mới đưa ra là bất hợp pháp và trái ngược với những hướng dẫn trước đó từ các giới chức cơ quan di trú liên bang. Các đại học khác ở Mỹ cũng bày tỏ sự đồng ý và dự tính đòi tòa ít ra là buộc chính phủ Mỹ phải tạm ngưng thi hành lệnh về visa này. Lệnh mới vừa bị hủy này đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ các cái trường đại học với hơn 200 trường ký vào các đơn gửi tòa, bày tỏ sự ủng hộ dành cho đơn kiện của Harvard và Miss. Các trường này nói rằng lệnh đặt sinh viên vào hoàn cảnh nguy hiểm về sức khỏe và gây hại tài chính cho các trường đại học. Bản tin đặc biệt thứ ba, Nhật Bản truy vết 800 người sau khi phát hiện ổ lây nhiễm tại nhà hát Tokyo. Ngày 17 tháng 4, chính quyền thủ đô Tokyo đã kêu gọi hơn 800 người xét nghiệm COVID-19 sau khi nhà chức trách phát hiện 20 người ở trong số khán giả và diễn viên tham gia buổi diễn kịch Werewolves tại nhà hát Molly's ở quận Shinjuku nhiễm virus gây bệnh COVID-19. Trong bối cảnh số bệnh nhân COVID tiếp tục tăng, chính quyền Tokyo cho biết đang tập trung vào ổ dịch ở nhà hát có sức chứa 190 người, đồng thời kêu gọi toàn bộ khán giả đã đến xem vở kịch này phải xét nghiệm COVID-19. Cơ quan y tế đã phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào ngày sáng 7. Đây là một diễn viên tham gia vở kịch trình diễn tại nhà hát trong 6 ngày đầu tháng này. Sau đó, thêm 20 ca mắc COVID-19 có liên quan được phát hiện. Cùng ngày, Tokyo cũng ghi nhận thêm 143 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số mắc COVID-19 ở thành phố này ở dưới mức 200. Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo, chính phủ Nhật đang cân nhắc yêu cầu đóng cửa những công ty kinh doanh, các câu lạc bộ hoạt động giải trí không tuân thủ đủ các biện pháp phòng dịch COVID-19. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh số người mắc bệnh có liên quan đến cơ quan các cái chỗ giải trí ban đêm, đặc biệt là các quận thương mại và giải trí ở Tokyo, ngày một tăng, làm đẩy lên quan ngại về nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh. Bản tin đặc biệt thứ tư, phiến quân Syria kích nổ bom nhằm trúng đội tuần tra Nga, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 14 tháng 6, hãng tin RIA đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phiến quân ở Syria đã kích nổ một quả bom cài bên đường và nhằm trúng một đội tuần tra chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, làm 3 binh sĩ Nga bị thương. Theo RIA, một số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị thương trong vụ nổ. Liên quan tình hình Syria, ngày 13 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm với người đồng cấp Nga là Putin để thảo luận về những diễn biến ở quốc gia này. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là 3 nước đồng bảo trợ cho tiến trình hòa bình Astana về Syria. Hôm 1 tháng 7, 3 nước ra tuyên bố chung về tình hình Syria sau cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến, trong đó kêu gọi các bên xung đột tại quốc gia Trung Đông này tôn trọng tiến trình chính trị, tìm giải pháp cho cuộc xung đột. Bản tin thứ 5, tin chấn động phát hiện ổ dịch lớn tại đài phát thanh quốc gia Indonesia. Ngày 14 tháng 7, chi nhánh Liên minh các nhà báo độc lập ở thành phố Surabaya thuộc tỉnh Đông Java cho biết 3 người tử vong và hàng chục người khác được xét nghiệm dương tính sau khi một ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng được phát hiện. Cho đến nay, 57 nhà báo đã được xét nghiệm phản ứng chuỗi polymer PCR có kết quả dương tính với COVID-19, trong đó 3 người đã thiệt mạng. 54 trong số 57 trường hợp dương tính được phát hiện nói trên là nhân viên thuộc chi nhánh đài phát thanh quốc gia
RRI. Ngoài ra còn có 6 người khác có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19. Các chuyên gia cho biết có 3 nguyên nhân khiến nhiều nhà báo và nhân viên truyền thông ở đây nhiễm COVID. Một là nhiều nhà báo đã không tuân thủ các giao thức y tế và tiếp tục tham dự các sự kiện hoặc họp báo. Hai là mong muốn của các quan chức muốn báo chí đưa tin về các hoạt động của mình trong các sự kiện nghi lễ lớn. Ba là các công ty truyền thông báo chí đã không có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho nhân viên của mình. Kể từ cuối tháng 5, tỉnh Đông Java đã thay thế thủ đô Jakarta trở thành tâm dịch mới của Indonesia với 16.877 ca lây nhiễm tính đến ngày 13 tháng 7, trong đó gần một nửa là tại thành phố Surabaya. Bản tin thứ 6, phải chăng Ấn Độ có kế hoạch mới với Trung Quốc? Ngày 13 tháng 7, các quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết New Delhi đã có kế hoạch thúc đẩy phía Trung Quốc trao đổi bản đồ ở khu vực phía Tây sau khi quá trình rút quân và xoa dịu căng thẳng hoàn tất và các binh sĩ Ấn Độ quay trở lại vị trí từng tra cũ. Theo đó, việc trao đổi này sẽ làm rõ ranh giới theo yêu sách và sự kiểm soát thực tế của mỗi bên, qua đó giúp việc quản lý và từng tra dễ dàng hơn. Trung Quốc đến nay đã từ chối trao bản đồ khu vực này, ngay cả sau 22 vòng đàm phán về biên giới, Bắc Kinh vẫn không cho thấy chiều hướng sẽ trao đổi bản đồ hoặc làm rõ đường kiểm soát thực tế LAC, mà chỉ trao bản đồ ở khu vực trung tâm. Mặc dù còn lâu mới đạt được giải pháp cho vấn đề biên giới, Ấn Độ hy vọng cuộc đụng độ đẫm máu ở thung lũ Galwan sẽ tạo lý do đủ lớn để làm rõ về khu vực này. Việc Trung Quốc ngần ngại trao đổi bản đồ khiến người ta hoài nghi nước này muốn khu vực biên giới mơ hồ để có thể thay đổi tình hình trên thực địa. Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, hai nước đang thực hiện các biện pháp xoa dịu căng thẳng và việc rút các lực lượng khỏi những vị trí tiền tiêu mà họ đã tiến đến trong vòng vài tháng qua. Phía Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ quá trình này và dự kiến sẽ diễn ra trong một thời gian dài. Trước đó, hôm ngày 12 tháng 7, hãng thông tấn BGI đưa tin hai bên đang thảo luận để ấn định phiên đàm phán tiếp theo giữa các chỉ huy quân sự cấp cao về giai đoạn 2 hạ nhiệt căng thẳng biên giới. Một nguồn tin cho biết vòng đàm phán phức tạp hơn này có thể diễn ra ở ngay đầu tuần tới. Đây là vòng đàm phán thứ tư ở cấp chỉ huy cấp cao kể từ ngày 5 tháng 5 khi Ấn Độ và Trung Quốc lần đầu tiên xảy ra xung đột gần đường ranh giới thực tế LAC dọc theo hồ Ban Gong ở Ladakh. Bản tin thứ 7, cư dân quanh sông Dương Tử Trung Quốc vất vả chống lại cơn lũ lịch sử. Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt khiến cộng đồng sinh sống ở hai bên sông Dương Tử, hay còn gọi là Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc, phải đối mặt với nhiều rủi ro về thiên tai một cách kinh hoàng. Từ tháng 6, các cái trận mưa lớn đã đổ xuống phía nam Trung Quốc gây nên lũ lụt nghiêm trọng trong những ngày qua tại nhiều nơi, trong đó có khu vực nằm gần sông Dương Tử. Theo các chuyên gia, nước lũ dâng cao ở Kỳ Giang, Trùng Khánh từ tháng 6, sông Kỳ Giang ở thượng lưu sông Dương Tử đã chứng kiến trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1940 đến nay. Trung Quốc đã phải liên tục nâng cao mức cảnh báo phản ứng lũ lụt dòng sông Dương Tử lên mức cao thứ hai. Mưa lớn trong nhiều ngày đã khiến mực nước dâng cao ở vùng hạ lưu và trung lưu của sông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã nâng cảnh báo lũ ở hồ Bà Dương, Giang Tây và một số con sông lân cận ở mức đỏ cao nhất sau sự cố vỡ đê ở khu vực này. Hồ Bà Dương là lưu vực sông lớn của Dương Tử. Dù có nhiều nỗ lực ngăn lũ đang được tiến hành tại Giang Tây, nhưng tỉnh này đã ghi nhận các vụ đỡ đê trong tuần qua khiến hàng chục nghìn người phải di tản. Cơ quan chức năng tỉnh cho biết 2.242 km trên 2.545 km đê sông và đê hồ ở Giang Tây đã chứng kiến mực nước vượt mức cảnh báo. Trung Quốc đã phân bổ khoảng 44.2 triệu đô cho nỗ lực cứu trợ thiên tai ở các khu vực lũ lụt trên cả nước, nhưng xem ra vẫn chưa cứu vãn được tình hình. Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở Hồ Bắc, đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc tháng trước đã xả lũ để đảm bảo mực nước trong hồ chứa ở ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, điều này đã làm người dân hoang mang và xuất hiện những đồn đoán đập Tam Hiệp có thể bị vỡ. Mức độ nghiêm trọng tăng dần khi nhiều thành phố dọc sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo lũ cấp độ cao, khi một số đoạn đê bị đặt vào nguy cơ có thể bị vỡ do mưa không ngừng. Kính thưa quý vị, bản tin cuối cùng liên quan đến tình hình các cư dân ở trên sông Dương Tử Trung Quốc vất vả chống lại cơn lũ lịch sử đã kết thúc cái chương trình Tin Thế Giới chúng tôi ngày hôm nay.
Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy các video của chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị dành chút thời gian đăng ký, like, share để ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.